Truyện tranh, tràng cuốn, truyện ngắn màu chọn lọc, tập 108. Bất tượng thành hoàng, cậu bé Bia, tiền thật tiền giả, lập công chuộc tội, làm ơn mắc oán. Có chuyện gì mà chú buồn thiêu vậy, định làm phiền con nữa phải không? Ừ, thì mày hay làm phiền tao, giờ tao làm phiền lại. Tượng thành hoàng của làng mình mất rồi. Vợ tao nói mất tượng thành hoàng là xui lắm, coi chừng người đứng đầu làng gặp nạn đó. Thiểm nói đúng đó, thế nào chú cũng bị một cô nào đó theo chú. Vậy thì có gì là bị nạn? Cô đó theo chú, thiểm sẽ xử tội chú, vậy là đại nạn rồi. Nói tào lao không hà, nghĩ cách tìm lại tượng thành hoàng cho tao đi. Ra miếu thành hoàng coi có dấu vết gì không? Không có dấu vết gì. Để coi, đường này ra chợ, họ không dám khiêng tượng theo đường này vì sợ có người thấy. Đường này tới lò mổ bò, người ta làm việc suốt đêm, họ cũng không dám đi đường này. Chỉ còn lại đường này ra bến đò, ban đêm không có người theo đường này. Ha, à, dấu chân nhiều quá. Họ không qua đò, họ đi dọc bờ sông. Đi đâu mà xa dữ vậy? Sao không xuống đò? À, hiểu rồi, họ cố tình để lại dấu chân. Họ khùng hả? Họ quăng tượng thành hoàng xuống nước, họ không muốn mình biết họ quăng chỗ nào để vớt lên. Bởi vậy nên họ đi thật xa, mình không biết chỗ họ quăng tượng xuống. Ai mà chơi kỳ vậy? Thành hoàng ghẹo gì họ mà họ ghét? Họ không ghét thành hoàng mà là ghét chú. Ghét tao sao lại quăng thành hoàng đi? Lý trưởng mà để mất tượng thành hoàng là lý trưởng dở, có thể bị cách chức. Cách chức thì tao bán cháu lòng mà sống, đâu có sợ. Con không thích ăn cháo lòng, chú bán chè đi. Để bị cách chức là chịu thua một kẻ nào đó. Không được, phải tìm ra kẻ đó cho một trận. Chú có xích mích gì với ai không? Tao hiện hơn buộc, có làm gì ai đâu. À mà có, tao mới làm ông lý trưởng thái trận. Chuyện vậy nè. Ông làm sao mà làng của ông ngày càng phồn thịnh vậy? Mách nhỏ cho tôi đi. Tôi có làm gì đâu, chắc là tại thành hoàng của tôi linh thiêng, phù hộ dân làng đó. Trời xấu, giấu nghề, thành hoàng không làm được chuyện đó. À, tại chú nói vậy nên ông Lý Thái lấy thành hoàng cho bỏ ghét. Tới gặp ổng, có bằng chứng đâu mà nói chuyện, mình sẽ làm vậy. Biết ngay mà, ông Thái sợ bị mất thành hoàng nên cho người canh gác. Mấy chú ra tay đi. Sao mày ăn liên tục vậy? Cho khỏi buồn ngủ. Tụi nó mẹ hết rồi. Khiêng thành hoàng đi. Hai chú ra bến đò để dấu chân cho rõ. Hai chú khiêng thành hoàng theo con. Dấu thành hoàng vô đây. Xong, mình cũng ra bến đò. Làm y như họ, mình đi thật xa dọc theo bờ sông để dấu chân cho rõ. Ông Lý ơi, tượng thành hoàng của làng mình mất tiêu rồi. Chia nhau tìm thành hoàng đi. Dấu chân dọc theo bờ sông nhiều lắm. Họ cũng làm như mình, vậy là khỏi tìm ra thành hoàng. Hè hè, hai đứa mình sắp bị cách chức rồi. Sao ông biết? Thành hoàng của tôi với của ông đều bị mất. Mất thành hoàng là bị cách chức. Bị cách chức mà vui như Tết vậy? Bị cách chức thì về bán chè lo gì? Tôi mà biết đứa nào lấy thành hoàng, tôi sẽ bóp cổ nó. Tôi mà biết thằng khùng nào lấy thành hoàng, tôi sẽ bẻ giò nó nấu cháo. Mày tới nhà việc của ông Lý Thái phao tin việc thế này, cha mày sẽ có nhiều tiền. Nói với cha mày, ông Lý Thái đặt hàng thì muốn lấy bao nhiêu tiền cũng được.
Chú ơi, hoàng sắp đi thanh tra các làng đó, các chú làm vệ sinh đi, giờ quá. Sao mày biết hoàng đi thanh tra? Ông Lý Lù nói. Làng của ông Lý Lù bị mất thành hoàng, ổng đặt cha con làm gấp một thượng thành hoàng khác để hoàng thanh tra, bởi thế nên con biết. Báo cho ông Lý biết. Chết chết, đi đặt tượng mau lên. Ông Lý Lù có đặt tượng thành hoàng ở đây không? Dạ có, ổng mới lấy về rồi. Làm gấp cho ta một tượng thành hoàng y như vậy, chừng nào xong, bao nhiêu tiền? 3 ngày xong, 5 đồng ạ. 3 ngày thì trễ quá, sáng sớm mai lấy được không? Làm đại đi, không cần đẹp. Vậy thì 10 đồng ạ. Cũng được, tiền đây. Trúng mối lớn. Xong, yên tâm rồi. Mấy ngày rồi sao không thấy quan đi thanh tra? Khiên tượng thành hoàng của ông Lý Thái vô miếu làng mình, khỏi tốn tiền thỉnh tượng khác. Sơn phết lại cho mới, ông Thái khỏi nhìn ra. Có thành hoàng rồi, chú hết sợ gặp đại nạn, không có cô nào theo chú nữa đâu. Vậy là quan không đi thanh tra, tự dưng đi phá gã lù, mất tôi 10 đồng. Đây là Pierre, con của một thương gia người Pháp, bạn của ta. Chào Pierre. Bộ biết nói tiếng Pháp hả? Nói giỏi hơn người Pháp nữa à. Pierre theo cha đi buôn, tới đây thì nó bị bệnh. Cha của nó gửi nó ở lại đây để chữa bệnh rồi ông ấy đi tiếp qua xứ Phù Tang. Giờ nó khỏe rồi. Có hay đi ra ngoài chơi không? Có, ở đây vui lắm. Mấy bạn ở đây dễ thương lắm. Nhưng có một bạn tôi không thích. Tôi biết tên bạn ấy là Việt. Hễ thấy tôi là bạn ấy xịt kẹo, tôi không thích bạn ấy. Sao bà biết nó xịt kẹo? Nó nói bon bon. Tôi tưởng nó biết nói tiếng Pháp. Ai dè nó chỉ biết có mỗi chữ đó. Bon bon, kẹo. Bộ có quen nó thì nói nó đừng làm vậy nữa, xấu lắm. Việc, mày có biết là chuyện xin thằng Tây con cho kẹo là xấu lắm không? Đâu có, tao mà thèm xin kẹo tụi Tây con à. Thằng Tây con kể cho tao nghe đó. Hớ, Tây mà cũng biết nói xạo. Với lại tao đâu có biết nói tiếng Tây mà xin kẹo của nó. Tao mà bắt quả tang mày xin kẹo của nó, mày chết với tao. Tao sẽ cõng mày đi 3 vòng chợ. Mày làm mất mặt cả đám luôn. Cho tôi mượn áo quần của bộ một tí đi. Chi vậy? Để trị tội thằng Việt. Giống bộ không? Tóc làm bằng rau bắp đó. Giống nhưng mà cái mũi của bộ tẹt lét hà. Mũi cao nè, hay quá ta. À, có thêm một thằng tay con nữa. Ê tay con, bon bon. Quà kẹo mặn chát à. Mũi thì phải mặn thôi. Mày biết nói tiếng Việt hả? Nói giỏi hơn mày. Tao nè, ha ha. Thằng quỷ. Bắt quả tang mày xin kẹo của tay con rồi ha. Cõng tao đi 3 vòng chợ ha. Sao mày biết chữ bon bon vậy? Tao học lỏm ở bến thuyền. Trả tiền lại cho tao, mày gạt tao. Mày biểu đưa tiền rồi mày bán con chó mực này cho nhà tao, nhưng mày đưa cho tao con chó ghẻ này. Chó nào cũng là chó thôi. Không trả tiền cho tao, tao mét mẹ mày. Muốn trả tiền lại cho nó. Đừng có chạy lên núi, nguy hiểm lắm. Trời đất ơi, nó chạy lên núi rồi. Bữa nay thằng Bún sợ bị đòn nên bó chạy lên núi rồi. Thêm sợ nó bị cọp ăn quá. Nó hồi như cú, cọp không thèm ăn đâu ạ. Thêm đừng có lo. Đừng có giỡn mà, chạy theo lôi nó về giùm thím đi.
Dạ để con đi tìm nó. Bớ bún, bún bò, bún mọc, bún riêu, mày ở đâu? Bớ quỉnh dạ, bún nem nướng ở đây nè. Chuyện gì vậy? Không biết, thấy ông này nằm đây mà không biết tại sao. Ổng còn sống, đưa ổng về nhà đi. Biết nhà của ổng ở đâu mà đưa về? Cái nhà to nhất làng Tra. Ổng còn tỉnh. Xỉu rồi, nhưng ráng nói để người ta biết. Ổng to đùng như vậy, tao với mày khiêng không nói đâu. Tìm cây làm cán kéo ổng đi. Khiêng ổng lên cán. Kéo đi. Mình cứu ổng chắc là ổng sẽ thưởng cho mình. Giúp người cháu mong được trả công. Mày không mong chứ tao thì mong. Ổng mà thưởng tiền tao lấy 2 phần, mày lấy 1 phần. Có tiền tao sẽ mua áo quần đẹp, ra chợ ăn cho đã cái miệng. Còn mày? Có tiền tao phát hết cho mấy đứa nhà nghèo. Tao cầu mong cho mày có tiền để đừng đi lừa người ta nữa. Tao lừa ai? Mày nói bán chó đẹp cho thằng Bư, nhưng lại bán chó ghẻ cho nó. Có tiền thì trả tiền lại cho thằng Bư đi ngang. Tới nhà ổng rồi. Người trong nhà ra nhận quà. Trời đất ơi, ông chủ sao vậy nè? Tụi con thấy ông xỉu trên núi nên tụi con kéo về. Mấy đứa ra khiêng ông chủ vô. Hai đứa vô nhà để bà thưởng. Bà sẽ thưởng 10 đồng, tao lấy 8 đồng, mày 2 đồng, tao lấy nhiều vì công tao thấy ổng trước. Cho mày hết đó. Ông tỉnh lại rồi kìa. Ta bị cướp đến ngất xỉu, mày nhờ có hai đứa cứu, cảm ơn nhiều. Thưởng cho hai đứa đây. Còn lấy túi này. Cảm ơn ông. 10 đồng, không lẽ túi của thằng Bún có cả 100 đồng? Ô hô, 50 đồng luôn. Ra chợ. Bán cho con 10 cái bánh xèo. Rọt, đã quá. Một khảo, đưa tiền đây. Có tiền ngay. Còn nhỏ mà đã biết lừa đảo. Tiền giả, dám xài tiền giả, ra làng. Cho con xin, con trả tiền bánh bèo cho nó, bà tha cho nó đi. Ở đâu mày có tiền giả vậy? Ông phú hộ cho tao, túi tiền của ổng nè. Tới gặp ổng. Sao ông lại cho nó tiền giả vậy ạ? Túi tiền đó ông cho con, ông để túi tiền trước mặt con, nhưng nó dành, nó ráng chịu. Nó là một đứa trẻ xấu, không đáng được thưởng. Nhưng con cứu ông mà. Việc cứu ta là do cù này sướng lên. Nếu không có cù này, con đã bỏ ta nằm đó. Ta xỉu nhưng biết hết. Con thấy ta nằm đó, con không coi ta bị như thế nào mà lại lục túi ta tìm tiền. Ăn cắp của người bị nạn là xấu lắm. Dọc đường ta nghe hai đứa nói chuyện về tiền thưởng, ta thấy còn xấu lắm. Con dành hết lợi lộc về phần con, không thèm nghĩ tới người khác. Còn cô này thì biết nghĩ tới những đứa nghèo khó. Do đó ta nghĩ ra cách thử con một lần nữa. Ta để một túi tiền to đựng tiền giả, túi nhỏ đựng tiền thiệt. Con tham lam dành túi lớn, kết quả là con không có đồng nào. Người ta nói tham thì thầm là vậy đó. Tập sửa đổi tính nết đi, kéo khi lớn lên sẽ thành người xấu lắm. Nhưng mà con cũng có công cứu ông. Đừng khóc lóc nữa, để tao chia cho. Nè, cho mày 1 đồng, còn bao nhiêu tao sẽ chia hết cho mấy đứa con nhà nghèo. Chú đi đâu vậy? Đi bắt ông Hội. Ông bị tội gì vậy? Không chịu đóng thuế. Bắt Hợi là cha của thằng Bồ, bạn của con mà. Bộ cha của bạn mày to lắm hay sao mà tao không dám bắt? Ý con không phải vậy, ý của con là người thân không hà, không nên bắt.
Vậy mày biểu tao phải làm sao? Đừng có biểu tao bỏ tiền ra đóng thế cho ổng à. Dạo này thím mày quản lý tao kỹ lắm, tao không có tiền riêng. Từ từ hãy bắt được không à chú, để con tìm cách thoát cho bác ấy. Cho mày 3 ngày, quá hạn tao sẽ bắt ổng. Chú làm khó con hen, nhưng mà không sao, con sẽ có cách. Khoi, nghe nói mày có biệt tài dạy trâu phải không? Ừ à, trâu nào cũng nghe lời tao rầm rắp à. Xạo vừa thôi ông. Không tin hả? Muốn tao biểu diễn không? Muốn. Mày làm cho con trâu xông tới hút cái cột, rồi mày chặn nó lại trước khi nó chạm vào cái cột được không? Dễ ẹt, nhưng mà tao làm được thì thưởng tao cái gì? Bao ăn chè. Dọ dọ hút. Dọ. Hê, dọ dừng lại. Thấy chưa? Hay quá, đi ăn chè. Thêm chén nữa được không? Thưởng nhiều đó thôi, giúp tao một việc rồi tha hồ ăn. Tao với mày cứu cha của thằng bồ. Giúp chuyện gì, giúp làm sao? Mình sẽ làm như vậy. Ừ, làm đi. Mặc cho mày cái áo đỏ đẹp nè. Làm theo lời tao, tao sẽ thưởng cho mày một khúc xương bò. Hoàng tới. Chạy tới đó, đi bên cạnh cái võng cho tao. Bị đuổi cũng đừng đi. Gâu, gâu. Con chó mặc áo đỏ ngộ ghê. Đi chỗ khác chơi. Nó không chịu đi. Con chó kia biết mày ghét màu đỏ nên nó mặc áo đỏ để chọc mày. Cho nó một trận đi. Dò. Á, trâu hút mình. Á, mình hút trâu. Cắm quan tàu xuống đất à. Hê. Dò, dừng. Thoát rồi, hú vía. Nhỏ, lại ta biểu. Mày là con nhà ai mà giỏi vậy? Dạ, con tên là Khoai, con của ông Hợi ở cuối làng ạ. Thưởng cho mày vì đã cứu ta. Dạ, con không nhận đâu ạ. Cha con dặn giúp người thì không được nhận trả ơn. Thằng nhỏ ngoan, cha mẹ biết dạy con. Ngày mai ông Lý Lù sẽ bắt bác giải lên huyện. Thằng Khoai sẽ đóng vai con của bác. Bác đừng sợ, quan sẽ thả bác. Ông Hợi lên quan. Bẩm, đây là ông Hợi không chịu đóng thuế. Dạ, tại tôi không có tiền chứ không phải không chịu đóng. Dù là lý do gì thì cũng phải ở tù nếu không đóng thuế. Cha ơi, cha đừng ở tù, ở trong đó không có vui đâu. Thằng Khoi đó hả? Dạ. Xin quan đừng bỏ tù cha của con thương cha con lắm. Ông dạy con khéo lắm. Nó đã cứu ta khỏi bị trâu hút. Ta nợ ơn nó nên ta tha cho ông. Năm sau ráng mà đóng thuế đó. Nhờ hai đứa mày mà cha tao không bị ở tù. Sau này giàu có tao sẽ trả ơn. Còn mày, mày hứa xong việc sẽ bao tao ăn chè. Tao nhớ lời hứa nhưng mà không có tiền. Cắt hứa tạm thời đi. Đi, tao bao. Tao giấu vợ được một đồng nè. Cảm ơn quý nhân đã giúp Quỳnh. Chú làm gì ở đây vậy? Em về quê ở Quảng Nam, em bị cướp lấy hết tiền nên không có tiền mướn phòng trọ. May mà còn gói cơm vắt, nếu không thì đói chết. Chị cho em ngủ nhờ ở đây được không ạ? Trời lạnh thế này, ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh đấy. Để tôi dọn một góc nhà cho chú vào trong nghỉ. Em cảm ơn chị. Có chỗ nào kiến kiến, chị cho em gửi cái tráp này. Trong này có nhiều đồ quý, em sợ ngủ say sẽ bị ăn trộm. Con mang vào phòng con đi. Thứ gì trong này mà nặng ghê vậy? Chỉ có vàng mới nặng như vậy. Nếu là vàng sao cướp không lấy? Ổng nói bị cướp nhưng sao cái tráp này không bị lấy? Vô lý. Chuyện không bình thường.
có thể đây là một âm mưu ăn vạ. Để giữ an toàn cho nhà mình, đành phải mất lịch sự thôi. Mở ra coi. Toàn là gạch, đoán không sai. Lấy gạch ra. Đổ mực vô đáy tráp. Xếp gạch vô lại như cũ. Cái tráp ở trong phòng này. Họ ngủ say hết rồi, ra tay. Lấy gạch ra. Đem đi giấu. Theo coi ông giấu ở đâu. Chị cho em xin lại cái tráp của chú đây. Ủa sao nhà heo? Ai lấy hết đồ trong tráp của tôi rồi? Bao nhiêu đồ quý giá mất hết rồi, chị đền cho em. Ờ hay, sao tôi lại phải đền? Đồ em gửi trong nhà chị bị mất, chị phải đền. Chú có cho tôi xem thứ gì trong đó đâu mà bảo tôi đền. Biết đâu chú gửi cái tráp không có gì trong đó thì sao? Tôi kiện chị ra làng. Hỏi cần ra làng ta tới đây. Ông Lý xử đi, chuyện là vậy, chị ấy phải đền cho tôi. Có gì trong cái tráp? Dạ, 3 lạng vàng và 1 cái lư bằng vàng. Còn biết chỗ có vàng của chú, mời ông Lý theo con. Vàng của chú ấy đây. Tào lao, đây là gạch, không phải vàng. Gạch này ở trong tráp của chú. Chứng cớ đâu mà nói gạch này ở trong tráp của tôi? Chứng cớ đây, trong đáy tráp của chú đầy mực nè. Mấy viên gạch này cũng dính mực ở mặt dưới, tức là mặt tiếp giáp với đáy tráp. Ủa mực ở đâu ra vậy? Chú gửi cái tráp đầy gạch rồi tới nửa đêm chú lẻn vô lấy gạch đi giấu, sáng ra thì la mất vàng. Có gì để phân trần không? Dạ không. Đền cho hắn 10 heo.